Vâng, xin chào các bác đến bên kênh Kia Xe Đạp. Và hôm nay em xin giới thiệu các bác một mẫu xe gian phiên bản đặc biệt, phiên bản giới hạn của ngày kỷ niệm sản xuất ra hãng gian năm 1972. Vô cùng là may mắn khi em mang về một chiếc xe mẫu gian đua OCR Audin Gino. Vâng, rất là may mắn mang em về một chiếc xe gian này, mẫu xe gian đua OCR vô cùng đặc biệt nhé các bác nhé. Lần đầu tiên em về mẫu xe gian này, phiên bản kỷ niệm 1972 của dòng gian. Và bây giờ em xin đánh giá tổng thể chi tiết chiếc xe. Vâng, xe gian có tông màu xanh lam, điểm nhấn trắng trên khung xe. Đem quay tổng thể hình thức chiếc xe cho bác xem. Chiếc gian này là vô cùng đặc biệt đối với bên nhà em ngày hôm nay. Nước sơn vẫn còn khá là đẹp. Tổng thể xe khoảng tầm trên 85%. Cái mẫu gian này là bản kỷ niệm đó nhé. OCR, mẫu OCR Audin Gino Compact Roa. Đó là xe dòng nguyên bản, dịch ra là nguyên bản của dòng Roa OCR đời đầu. Đây là website của gian đây. Đây cũng là dòng chữ tiếng Anh nhỉ. Buitobi Anveking. Cái phiên bản này làm từ hợp kim nhôm 6061 Forum Didum. Tức là cái nhôm này là nhôm siêu nhẹ nhé. 6061 là cái nhôm siêu nhẹ. Các bác phải lên Google tham khảo thêm. Cứng và nhẹ, độ bền chắc hơn so với những phiên bản nhôm khác. Đây phiên bản single kỷ niệm năm 1972 của dòng gian. Mẫu xe rất là đặc biệt. Vẫn còn nguyên bản theo khung cổ và càng xe. Càng xe này thì theo em đánh giá là nó hơi chúc về phía bên dưới, rất là lạ mắt. Mẫu xe này rất là hiếm, em bây giờ mới về được một chiếc duy nhất. Vô cùng may mắn được cái nền trên bản xe của hãng gian như vậy. Tay lắp Shimano Soda. Vâng, như các bác biết thì những cái video trước em đã giới thiệu các bác, những cái dòng gian quốc tế, những cái dòng gian OCR thì nó có logo nổi bằng nhôm ở trước khung xe đây, các bác nhìn rõ đấy. Phanh V3 mảnh on Contini. Càng nhôm màu xanh này rất là phù hợp, là hiếm nhá. Riêng cái màu xe này thì em chưa bao giờ thấy có màu xe gian màu này bao giờ cả. Chỉ có cái phiên bản đặc biệt này mới có cái màu xe gian như vậy. Vành và lốp cũng ở chính hãng luôn. Lốp 700/23C. Lốp này nó hơi bị cũ một chút nhưng em vẫn để nguyên bản theo xe. Đây, nó rất là cổ điển nhá. Đấy, em vẫn để nguyên không thay. Đặc biệt là xe này được chủ sở hữu nâng cấp lên với vành căm hay gọi là đũa E-Lock. Đây các bác nhìn rõ này, E-Lock vành hai lớp, đũa E-Lock. Đũa E-Lock này thì các bác đi mưa gió thoải mái nhé, không sợ han gì cả. Rất là đẹp, vô cùng đặc biệt, màu xanh. Mà cái phiên bản này là phiên bản single ấy, 1972, phiên bản kỷ niệm của hãng gian ra đời.
Odin Gidlo Copac Joa OCR. Xe đùi đĩa nhôm các bác này. Đùi đĩa nhôm. Rất là sáng. Bê-đan thì được chủ cũ nâng cấp lên là bê-đan CMC nguyên khối. Bạc đạn. Bê-đan rất là tên tuổi. Sử dụng củ đề Shimano Uncup. Chủ bán xe điện nó như cái khóa cốt yên này là bằng nhôm các bác này, nhôm trắng, cốt yên chính hãng của Gian luôn này, nó thấy lạ chưa, cốt yên đây màu đỏ đấy, đây là của Gian. Và xe nguyên bản về là có cái mút ngồi bên trên của xe nhá, chống thấm và rất là êm cho bác ngồi nhá, mưa gió bác đi không sợ bị ướt. Và bây giờ sẽ khám phá bên trong cái yên xe này xem nó khác biệt điều gì của những phiên bản xe thông thường không. Đây yên xe các bác nhìn nhé, những đường tiết hoa văn phủ công trên yên xe, bên dưới thì có logo Vương Miện, ở giữa thì những đường nét hoa văn, hoa văn này được khắc nhé, hoa văn khắc rất là nổi bật, độc và lạ, phiên bản giới hạn có khác. Đây là những lỗ thông thoát không khí cho các bác ngồi đây. Và một điều nữa là xe nguyên bản lô về một chiếc chân chống giữa chính hãng của Gian, em vẫn để nguyên cho xe đây, chân chống nhôm, chân chống giữa chống nhôm của xe. Đấy, quá thấy rõ xe được trang bị với 8 tầng lip, 2 đĩa cho bộ chuyển động 16 tốc độ. Vâng, xe có bộ may bạc đạn nhé các bác nhé. Đây, em quay các bác nghe tiếng kêu của Universal của xe này. Xe đua mà có kêu nhảy là rất là ngon lành rồi, nghe rất là đanh tai. Kết hợp với cái bộ vành E-Lock, đũa E-Lock nữa, rất là nổi, sáng. Vâng. Và nguyên bản theo xe thì có giá bình nước đây. Đây, có thấy không? Rất là khác biệt so với những giá bình nước khác thông thường. Chất liệu là nhôm dẻo bác nhé. Nhôm dẻo. Rất là chắc theo xe. Vâng. Lên lip này. Rất êm và mượt. Với bộ chuyển động lip Shimano 8 tầng lip. Vâng, xuống lip này. Đấy. Các bác phải nghe tiếng như banh như ra sầu kêu. Cam E-Lock rất sáng và bóng. Bên chuyển động của đĩa đây. Xuống đĩa này, lên đĩa này. Và bây giờ đi chi tiết tổng thể khung hình xe bác xem lại. Rất là đẹp, một con Joa mà phiên bản đặc biệt mà em về ngày hôm nay. Gian con original single 1972. Vâng, em vừa đánh giá xong tổng thể chi tiết chiếc xe Gian OCR phiên bản đặc biệt kỷ niệm ngày thành lập của hãng Gian 1972 original. Và vô cùng đặc biệt hôm nay em mới có một chiếc xe màu xanh, xanh lam, rất là hiếm về một chiếc xe nhảy. Vâng, xe có giá bên em là 6 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác nào quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975 709 943 hoặc lên kênh YouTube tìm Kiên Xe Đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Vâng, cảm ơn các bác, xin hẹn các bác vào trưa ngày mai.